bản là đều được hướng dẫn gội đầu theo cách của ông bà cha mẹ, đó là gội đầu bằng nước lá thơm để vừa sạch vừa thơm tho vừa óng mượt. Mới đây, tại một chương trình truyền hình vừa lên sóng với khách mời nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, nữ nghệ sĩ sinh năm 1963 đã trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật suốt 50 năm qua. Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh chia sẻ rằng, như câu chuyện hay nói là nghề chọn người, chắc chắn điều đó không sai đối với các thành viên của gia đình tôi. Gia đình tôi tính đến nay đã sang đời thứ tư làm nghệ thuật rồi. Chính xác, tôi làm nghệ thuật từ trong bụng mẹ. Mẹ diễn gì thì tôi diễn đó. Tôi trải nghiệm sân khấu ấy với mẹ từ khi còn là bào thai. Cho nên thế giới quan của tôi chỉ có nghệ thuật. Tính như vậy thì nghệ thuật sân khấu là sớm nhất. Nhưng theo thể loại thì cả điện ảnh và sân khấu tồn tại song song. Lúc làm phim, lúc làm kịch, tôi cũng không có một ước mơ gì khác ngoài việc được biểu diễn. Những năm chiến tranh ác liệt, có lúc theo bố mẹ đi sơ tán xa. Khi mình vui thì cũng chỉ là tập kịch, hoặc một mình thơ thẩn ở một sân diễn ngoài trời nào đó, tưởng tượng mình sẽ diễn kịch trong mọi tình huống. Con vừa nói chuyện với con trai con rằng tương lai cái gia đình này sẽ ra sao đây nếu như con không đủ sức gánh vác nữa. Mẹ biết là con làm tất cả những cái việc này cũng chỉ để giữ gìn ngôi nhà này. Giờ thì con không đủ sức nữa. Việc kinh doanh của gia đình ta đang có vấn đề, mẹ cũng biết mà. Năm 37 tuổi, tôi nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Ở giai đoạn đó, tôi còn hồn nhiên lắm, bởi không bao giờ nghĩ là tới thời điểm đấy, mình lại có quyết định táo bạo đến như thế. Tôi cũng không bao giờ tin là số phiếu bầu chọn cho mình cao như vậy. Hôm lên phát biểu nhận danh hiệu, tôi còn đang tung tăng chơi ở ngoài sân khấu nhà hát lớn. Đến khi được gọi lên phát biểu, trong lòng có thế nào tôi phát biểu thế đấy. Hoàn toàn là một sự cống hiến rất hồn nhiên, vô tư. Cuộc sống của tôi cũng vậy, cứ từ từ, lạc quan rồi mọi thứ sẽ đến lúc nào không hay.